Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các thì trong tiếng Anh. Câu hỏi của cô là chúng ta có bao nhiêu thì? Cô chắc chắn rằng là một số bạn sẽ trả lời thưa cô có 3 thì, thưa cô có 5 thì, thưa cô có 7 thì, thậm chí có bạn mà thưa cô có 15 thì. Câu trả lời của cô đó là chúng ta sẽ có 12 thì. Thì làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được 12 thì đó? Sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về các thì như vậy. Chúng ta chú ý như sau. Đây là trục thời gian. Chúng ta sẽ có 3 mốc thời gian. Mốc thời gian đầu tiên đó là ở hiện tại. Chúng ta có tiếng Anh là now. Mốc thứ hai là mốc ở quá khứ. Chúng ta dùng từ past. Và mốc thứ ba đó là ở tương lai, future. Vậy thì đối với 3 mốc thời gian này thì chúng ta sẽ có các thì trong từng mốc thời gian đó. Trong thì hiện tại chúng ta có thì hiện tại đơn. Tương ứng với hiện tại đơn chúng ta sẽ có thì quá khứ đơn. Và trong mốc thời gian tương lai chúng ta sẽ có thì tương lai đơn. Bên cạnh hiện tại đơn chúng ta có thì hiện tại tiếp diễn. Và tương ứng với hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ có thì quá khứ tiếp diễn. Và tương ứng như thế trong tương lai chúng ta sẽ có thì tương lai tiếp diễn. Ngoài hai thì này ra thì chúng ta sẽ có thì hiện tại hoàn thành. Tương ứng với hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành. Và trong mốc trong tương lai chúng ta sẽ có tương lai hoàn thành. Bên cạnh thì hiện tại hoàn thành chúng ta có thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong mốc trong quá khứ thì chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và trong tương lai chúng ta có tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là 12 thì này hoàn toàn không khó khăn một chút nào. Vì sao? Là bởi vì chúng có sự tương đồng. Trước đây chúng ta nhìn thấy là ở hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn và tương lai tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành, chúng ta có quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chúng ta có quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là hoàn toàn không có gì khó khăn hết cả trong quá trình chúng ta ghi nhớ 12 thì này. Do cái thời gian có hạn nên trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào các thì ở thì hiện tại. Chúng ta sẽ đi vào mốc này. Mốc thời gian thì hiện tại. Bài đầu tiên chúng ta sẽ đi vào thì hiện tại đơn. Chúng ta chuyển sang vào section 1. The present tenses. Trong các thì hiện tại chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đấy là thì hiện tại đơn giản. Chúng ta đi vào phần 1 lớn. The simple present tense. Trước khi vào phần này thì cô cũng muốn chúng ta thống nhất với nhau về một số cái ký tự cô viết tắt. Đó là đầu tiên, đó là ký tự chữ này. Chữ này là chữ S, đúng nhỉ? Và chữ S này nó là từ viết tắt của từ subject. Subject chúng ta dịch là chủ ngữ. Vậy trong tiếng Anh chúng ta có bao nhiêu ngôi? Vậy thì chúng ta chú ý là trong tiếng Anh chúng ta sẽ có các ngôi sau. Chúng ta có ngôi thứ nhất, đó là ngôi I. Ngôi thứ nhất, số ít, chúng ta nói là tôi, đúng nhỉ? Ngôi thứ hai, đó là you, là bạn. Ngôi thứ ba, chúng ta có đây. Đây là ngôi thứ ba số nhiều. Chúng ta có ngôi thứ nhất số nhiều, đó là we.
Ngôi thứ ba suýt chúng ta còn có hi, đó là chỉ anh ấy. À, chị ấy chúng ta có từ she, và để chỉ một vật nào đó chúng ta có từ it. Vậy trong tiếng Anh này chúng ta có 7 đại từ nhân xưng để chỉ các ngôi. Nếu như so sánh với tiếng Việt thì quả là tiếng Việt rất là phong phú. Tiếng Anh thì chỉ có người này thôi, nhưng mà tiếng Việt ví dụ như cô nói là ngôi thứ nhất, ngoài cái ngôi tao ra, tôi ra, tao ra, thì chúng ta thấy là chúng ta còn có rất nhiều từ khác. Ví dụ như là hai vợ chồng nói với nhau thì chúng ta có thể nói là mình, đúng không nhỉ? Hoặc là bạn bè thì có thể là tớ. Hoặc là thậm chí trong truyện cổ tích thì chúng ta thấy là cái người con trai của một chàng hoàng tử chẳng hạn thì thường là xưng là mình, hoặc là đối với người ngôi thứ hai đó là người yêu hoặc là bạn mình thì không xưng là em mà xưng là nàng. Ví dụ như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là tiếng Anh thì rất là đơn giản hơn rất nhiều so với tiếng Việt, bởi vì chúng ta chỉ có người này ngôi thôi. Tương với ngôi ai thì chúng ta có thể dịch là tao, có thể là mình, có thể là tớ. Hoặc là đối với ngôi he thì chúng ta có thể nói là anh ấy, hoặc là cậu ấy, hoặc là chú ấy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nói với kể về một tên trộm chẳng hạn, ví dụ he's a bad guy, he's a thief, anh ta là một tên trộm, thì chúng ta nó không nói chú ấy một tên trộm hay là bác ấy là một tên trộm, mà chúng ta nói là hắn là một tên trộm. Thì chúng ta nhận thấy rằng là cái ngôi he này thì không chỉ là chúng ta không chỉ nói là anh ấy, chú ấy, mà trong nhiều văn cảnh khác nhau chúng ta sẽ dịch nó khác nhau trong tiếng Việt, đúng nhỉ? Ví dụ chúng ta sẽ nói là hắn, hoặc là gã ấy, hoặc là thằng cha đấy, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta thấy là nó rất là đa dạng như tiếng Việt. Nên chú ý là chúng ta chỉ có gần này trong tiếng Anh thôi, 7 ngôi, 7 cái đại từ nhân xưng thôi, nhưng trong tiếng Việt thì rất là đa dạng. Do đó tùy vào ngữ cảnh và tùy vào giọng điệu của người nói chúng ta sẽ dịch khác nhau. Để chúng ta thật chú ý nhé, chúng ta chỉ có người này thôi và rất là đơn giản để chúng ta có thể nhớ. Ngoài cái đại từ nhân xưng ra thì chúng ta còn có các danh từ nữa, ví dụ như là Lan, như là Mai, như là Mận, như là Hồng, như là Đào, vân vân. Để tất cả cái danh từ đấy thì nó cũng được coi là chủ ngữ. Đối với chỉ có một người thôi, ví dụ Lan likes reading book, thì Lan đây nó sẽ tương ứng với ngôi thứ 3 số ít là she. Nhưng nếu như chúng ta nói là Lan and Mai are students, vậy thì Lan và Mai lúc đấy nó sẽ tương ứng với ngôi they, bởi vì có hai người trở lên nó sẽ được coi là danh từ ngôi thứ 3 số ít. Để chúng ta thật chú ý như vậy. Tiếp theo đó là cô muốn chúng ta quan tâm đến chữ này. Chữ này là chữ V và từ viết tắt của nó là verb. Verb. Verb được coi là động từ. Chúng ta dịch nó là động từ. Thế động từ là cái gì? Thì từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 trong tiếng Việt chúng ta đã biết là động từ là các từ miêu tả hoạt động của con người, ví dụ như là chạy, nhảy, thích, hát, vân vân. Vậy thì tất cả những cái động từ, những cái từ miêu tả hoạt động của con người chúng ta gọi nó là động từ. Và trong tiếng Anh hay tiếng Việt thì chúng ta đều sử dụng như vậy. Từ tiếp theo đó là chữ này, là chữ O. Trong tiếng Anh chữ O là từ viết tắt của từ object. The object. Object được gọi là tân ngữ. Cái từ này thì rất là chuyên ngành, cho nên là rất nhiều bạn không hiểu tân ngữ là cái gì. Cô giáo thì cứ nói là đây là tân ngữ, nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu tân ngữ là cái gì. Vậy tân ngữ là cái gì? Ví dụ, cô lấy một ví dụ. Cô nói là I love you. Vậy thì ai ở đây chúng ta biết là đứng đầu câu nó sẽ là chủ ngữ tôi, hoặc là tớ, hoặc là mình. Love là yêu hoặc là thích, nên nó chính là động từ. Và ở đây nó chính là tân ngữ you. Tớ thích cậu, mình thích cậu, hay là anh yêu em, vân vân. Chúng ta có thể dịch rất nhiều cái cách khác nhau trong từng ngữ cảnh để chúng ta có thể dịch nó. Hay là ta yêu nàng, trong chữ cổ tích chúng ta sẽ dịch là ta yêu nàng, đúng không nhỉ? Vậy thì chỗ này chúng ta nhận thấy rằng là tất cả các danh từ đứng sau động từ chúng ta được gọi là tân ngữ. Vậy chúng ta chú ý, tân ngữ là các danh từ đứng sau động từ. Đây là ba cái chữ mà cô sẽ viết tắt trong cái bài này. Để chúng ta thật chú ý là S chúng ta sẽ viết tắt của từ subject, và nó sẽ bao gồm
bảy đại từ nhân xưng I, you, we, they, he, she, it. Và các đại từ nhân xưng này thì nó sẽ cô sẽ không viết đầy đủ mà cô chỉ viết là S để chúng ta thấy là cô đã sử dụng cái từ này để thay thế cho tất cả các từ kia. Từ thứ hai đó là từ V, chữ V trong tiếng Việt và chúng ta là từ viết tắt của từ verb, động từ, các từ miêu tả hoạt động. Thứ ba đó là đấy là object, đấy là tất cả các danh từ đứng sau động từ. Chúng ta chú ý như vậy. Ở phần đầu tiên này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của động từ của cái thì hiện tại. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, form. Thực ra tiếng Anh vì sao nó phổ biến như vậy? Cô nghĩ rằng một cái lý do rất là đơn giản thôi là bởi vì một phần cái ngữ pháp cho tiếng Anh đã được cấu trúc hóa. Do đó là đa số tất cả các bạn học giỏi toán, lý hóa, tức là có cái khả năng về tự nhiên, có cái đầu óc, có suy luận logic tốt thì chúng ta đều có thể học tiếng Anh rất là tốt. Vậy thì ở đây nó có cái phần cấu trúc riêng. Vì trong tiếng Anh, cái thì hiện tại đơn thì cấu trúc như thế nào? Để chúng ta sẽ có ở thể khẳng định. Chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ. Động từ này thì nó sẽ có hai dạng, một là đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số nhiều chúng ta sẽ không chia động từ. Nhưng đối với ngôi he, she, it, tức là các ngôi số ít và các danh từ số ít chúng ta sẽ phải thêm s hoặc es và tân ngữ. Ở thể phủ định thì không khó khăn lắm là bởi vì chúng ta chỉ cần thêm một từ nữa thôi. Đó là đối với ngôi I, you, we, they và các danh từ số nhiều chúng ta thêm trợ động từ do not. Và do not này người ta sẽ viết tắt thành don't. Don't. Cái dấu này nó chính là người ta gọi là dấu tỉnh lược. Là vì sao? Thì chúng ta nhìn thấy là rất là đơn giản thôi, là vì người ta bỏ mất chữ O đi để bớt diện tích và người ta thay nó bằng dấu phẩy. Và chúng ta viết nó là don't. Đối với ngôi he, she, it, chúng ta sẽ thêm trợ động từ does not. Và does not người ta sẽ viết tắt thành doesn't. Và chúng ta thấy là người ta đã sử dụng cái dấu tỉnh lược này. Dấu tỉnh lược này để thay thế cho chữ O. Chúng ta nhìn thấy một điều thật là khác biệt, bởi vì bên trên này ở ngôi thứ ba số ít, he, she, it, chúng ta có thêm S và sau động từ. Nhưng đối với thể phủ định chúng ta sẽ bỏ nó đi. Chúng ta sẽ để nó động từ về dạng nguyên thể cộng với tân ngữ. Ở thể nghi vấn thì cực kỳ đơn giản, là chúng ta chỉ cần đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ. Đối với ngôi I, you, we, they chúng ta sẽ đưa trợ động từ do. Và đối ngôi he, she, it chúng ta sẽ đưa trợ động từ does. Sau đó chúng ta có chủ ngữ. Và một lần nữa ở thể phục thể nghi vấn chúng ta sẽ không thêm s hoặc là s và ngôi thứ ba số ít nữa. Đây là cái cấu trúc của thì hiện tại đơn. Cô lấy ví dụ như sau. Ví dụ cô nói là I go to school. Every day. Nhưng khi cô nói là anh ấy đi học hàng ngày thì cô sẽ không nói là I go mà cô nói là she, he goes to school every day. Vậy chúng ta nhận thấy là có sự khác biệt không ạ? Chắc chắn là có rồi. Đối với ngôi I, ngôi thứ nhất, chúng ta sẽ không thêm S. Nhưng đối với ngôi he, chúng ta thêm ES.
À, vậy thì các từ khác thì chúng ta thêm cái gì? Có thêm es như thế này không? Thì câu trả lời là nó sẽ tùy vào động từ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khi nào động từ thêm es và khi nào động từ thêm đuôi es.